Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 tới đây, Đà Nẵng sẽ đón các chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên từ Singapore và Bangkok, Thái Lan, hạ cánh xuống thành phố. Đây sẽ là tiền đề để Đà Nẵng xúc tiến mở lại nhiều đường bay quốc tế đến thành phố trong thời gian đến, góp phần khôi phục du lịch và kinh tế xã hội thành phố sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại cuộc họp về tổ chức đón và truyền thông các chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng mới được thành phố tổ chức, Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin cho biết, sáng ngày 27 tháng 3 tới sẽ có 3 chương trình đón chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên diễn ra tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Công tác chuẩn bị đón các chuyến bay này được thực hiện khẩn trương và chu đáo để tạo dấu ấn tốt đẹp cho du khách quốc tế, góp phần tạo khởi đầu thuận lợi cho việc đón khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đang phối hợp rất là chặt chẽ với Tổng công ty Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng AHT và các cái đơn vị liên quan để triển khai đón 2 chuyến bay đầu tiên. Chuyến thứ nhất do hãng hàng không Singapore Airlines sẽ tới Đà Nẵng vào lúc 11 giờ và sau đó 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì chúng ta sẽ tiếp tục đón chuyến bay của Thái Vietjet từ Bangkok tới Đà Nẵng. Bên cạnh cái việc tổ chức cái chương trình đón các cái chuyến bay đầu tiên tới Đà Nẵng trong ngày 27 tháng 3 thì ngành du lịch của thành phố cũng tổ chức nhiều các cái hoạt động để mà tăng cường cái truyền thông, quảng bá, xúc tiến cho cái hình ảnh của thành phố. Lãnh đạo thành phố đã thống nhất kế hoạch tổ chức đón các chuyến bay của các đơn vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện chu đáo và tăng cường truyền thông cho các chương trình chào đón chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Du lịch để kết nối với các đại sứ quán thành phố kết nghĩa để gửi thông tin thư mời để họ quảng bá mở cửa du lịch cũng như các hoạt động trong giai đoạn bình thường mới của Đà Nẵng. Đến nay, đã có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng. Trong tháng 4, có nhiều đường bay Kuala Lumpur, Malaysia, Đà Nẵng và Bangkok, Đà Nẵng của hãng Air Asia, Singapore, Đà Nẵng của hãng Jetstar Asia và hãng Vietnam Airlines, Incheon, Hàn Quốc, Đà Nẵng của Vietjet Air và hãng Jeju Air và Zing Air. Đặc biệt, có đường bay mới kết nối Đà Nẵng với New Delhi, Ấn Độ do hãng Vietjet Air khai thác từ tháng 9 năm 2022 để mở ra thị trường quốc tế mới cho du lịch Đà Nẵng. Chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành với các cơ quan chức năng tại địa phương làm sao đón khách trong một cái tinh thần là an toàn, thân thiện. Đó là thông điệp của Đà Nẵng muốn gửi đến. Bên cạnh đó, để làm sao cho có nhiều du khách hơn đến với Đà Nẵng thì chúng tôi phải luôn luôn đồng hành và lắng nghe các cái đơn vị lữ hành, các đơn vị tour thông qua các cái tổ chức thị trường để làm sao chúng tôi có đa dạng hóa các cái sản phẩm dịch vụ. Năm 2022, Đà Nẵng đặt kỳ vọng sẽ khôi phục hàng không như thời điểm trước COVID-19 với 31 đường bay quốc tế, đặc biệt sẽ đưa đường bay Doha, Qatar, Đà Nẵng quay trở lại hoạt động. Đây là đường bay quan trọng để kết nối Đà Nẵng với các thị trường Trung Đông và châu Âu. Đồng thời, Sở Du lịch thành phố tiếp tục xúc tiến các đường bay mới tiềm năng như đường bay từ Jakarta, Indonesia, Cebu, Philippines để kết nối Đà Nẵng với các trung tâm tài chính, thương mại, du lịch trong khu vực và quốc tế.